Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Điều răn của Thầy. Cha Simon Patris cho rằng điều tạo ra công đức không phải là mức độ của công việc, mà là mức độ bác ái, tình yêu và sự kết hợp với Đức Kitô trong tâm hồn của người hành động. Quả thế, không có tình yêu thì mọi sự trở nên nặng nề và nhạt nhẽo. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Đức Giêsu cho thấy điều kiện để có được một tình yêu thực sự đối với người, đó là tuân giữ và thi hành điều người truyền dạy. Tình yêu không chỉ thể hiện ở lời nói yêu mến bên ngoài, mà còn được nội tâm hóa qua những hành động bác ái, phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Điều răn mà Đức Giêsu dạy các môn đệ phải thực hành là lối sống mến Chúa yêu người. Sống yêu mến trở nên căn tính của người môn đệ Đức Kitô. Nếu không sống yêu thương, Kitô hữu chỉ là những người hữu danh vô thực. Yêu thương là chu toàn mọi giới răn mà Chúa truyền dạy, như Thánh Phaolô viết: Yêu thương là chu toàn lề luật. Lạy Chúa, xin giúp chúng con can đảm sống điều răn mến Chúa yêu người mỗi ngày, cho dù phải chịu thiệt thòi và hy sinh. Amen.